Phật dạy, luật nhân quả chớ xem nhẹ, kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại điện ông cất câu độc. Khi bây giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời người, đại chúng vây quanh yên lặng, một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch với Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, người nghèo người giàu, kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau? Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, có người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại lát mắt, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn. Có người nhiều con trai, con gái, có kẻ thì cô đơn một mình, có kẻ đi tha hương, đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ. Có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang. Có người thật thà vô tội lại bị bắt bớ, giam hãm trong tù ngục. Có nhà cha từ, con hiếu thuận, kính giảng nghĩa. Có nhà anh em bất hòa, đấu tranh ngang trái. Có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ. Có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu, khốn cực. Có người ở như tổ quạ hang hưu, giống loài ly thú. Cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự. Có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sáng, có kẻ lại dốt nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại. Có kẻ giàu mà tham sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai gốc. Có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh. Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay. Có người khoan dung đại độ lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ. Có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cúi xin Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: Sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau. Vì thế cho nên muôn sai dạng diệt, người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý
là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tính kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùng thấp là do đời trước khinh mạng pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẵn tiếp ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay biết lật là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm mắt sâu thủng mang quạt môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tay là do đời trước hay dùi thủng tay xanh vật. Kẻ tàn hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xông vào. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị chấn hốc là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sinh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước làm hạnh bố thí cúng dường. Người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh. Người đời nay ám độ là do đời trước làm súc sanh. Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa dấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn. Người đời nay ham muốn hát là do đời trước làm nghề múa hát ả đào, phường chèo tái sanh. Người đã tham thời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn dùng. Người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào. Người đời nay không có năm căn là do đời trước hay thiến chó lợn. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ, người ta chết đọa làm loài ngang dịch. Người đời nay hay thủ dâm do chính họ khi chết đọa làm loài chim công chim sẻ. Người sẽ tiếc kinh thư che giấu trí huệ, không chịu nói. Khi chết, đọa làm loài trùng mọt
ăn đất, ăn gỗ. Người hãy đeo cung tên súng đạn, cưỡi ngựa, chết đọa trong loài mường máng mọi rợ. Người ham sát sinh, chết đọa vào trong loài hổ, báo, chó sói. Người hay mặc áo dài, lược thược, chết đọa làm con trùng đu dài. Người hay nằm ăn, chết đọa vào loài lợn. Kẻ hay nhái tiếng người, hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim dẹt. Kẻ hay chế giễu người, đọa làm loài trăng, rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác, làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú, chim cắt. Kẻ hay nói cho người ta bị ương họa, tù tội, chết đọa làm loài thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hưu nai. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sinh trong loài có móng như móng ngựa. Kẻ đời trước bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. Làm bẩn đất chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ở chốn bần. Lấy trộm quả trái của chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Ăn trộm của chúng tăng, bị đọa làm thân trâu lừa. Lạm dụng nước của tăng, bị đọa làm thân cá dải. Lạm dụng rau của tăng, bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương, loài lịch. Lạm dụng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ khạc tấm đức chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo hở hang, bôi phấn, đánh môi son vào chùa, nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh, màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô quế tịnh hành của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật, có trăm ngàn muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch với Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn Việt làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh, hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, ấn tống kinh kiến, lập tam bảo, không tiếc thân mạng hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng. Đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa chỉ dòm ngó, xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm, chuyên chủ phá hoại mà thôi. Hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả, rau đậu, đánh cắp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết quản. Giặt nước sôi, lò than, núi đao, rừng kiếm, phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: Phải răng bảo cho các đệ tử của ta, đời mai sau khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo, phải gắng sức tôn sùng thành Phật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi Ngài Di Lặc xuất thế, quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói: Đời nay
cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục, hàng băng, sao đọa làm loài tầm, bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng lo tu hành, đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục, hắc ám, trong núi thiết chi. Đời nay làm kẻ đồ tể, giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, quýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào ngục độc xà. Đời nay hãy thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hãy cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạch than. Đời nay hãy hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hãy uống rượu say sưa, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết quan. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao gấm kiếm thụ. Đời nay là mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục quả xa. Đời nay nói lưỡi đôi chiều, làm cho người ta ẩu đả, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói dâm dục, nhục mạ người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sanh, cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng, khi lên đồng giả làm lời nói của quỷ thần để dối lừa người ta, lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng, nhắm mắt và nhìn xuống đất, dối người trên trời, lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào địa ngục cảm yêu. Đời nay làm bà đồng mà bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc các ngọa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng, bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu ngốc để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước, bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ mòi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý, chốn cất mộ mã, xem giá trạch, đoán các cung năm họ tiện lợi, an long vận mạch, trấn ác suy quạ để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điều tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đồng. Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rẻ gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết vào địa ngục chấm chích toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá pháp chùa, lừa gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ. Qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra, nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa phát tâm bồ đề, bằng không lại đọa vào địa ngục. Phật nói làm thân người rất hôi thối, nhớ bẩn, lòng đầy giận túc, khó gần bỏ. Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay song pha đi nắng đi rét,
tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm, không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng, ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trọng mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tính phạm phúc hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh, cường tráng, thích dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình mắt kẻ gian phi và ít ngủ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thể dốc nhỏ bé, ham dâm dục, ý chẳng kiên định, thấy sắc đẹp, sinh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người có mắt sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tính giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bọ cạp, rết, một gỗ được tái sanh. Người hay ngồi yên một mình, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét vách, ăn trộm, tham của, đầy lòng oán giận, không có tình, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói, kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra lại đọa làm thân súc sinh như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, khỉ, vượn, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới, bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si, chẳng hiểu đạo, không tu hành, chết đọa vào loại voi, lợn, trâu, dê, rận, chí, ruồi, mũi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc, câm ngọng, gù công, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ tấm, đống phân, hoặc làm loài lừa, chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người, phải đọa làm thân nô tỳ, nghèo cùng, ăn mày, bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền, lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục dục sơn. Lúc đó có trăm ngàn muôn bị súm lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai, ăn đêm, sau khi chết, đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, luốt bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chắp tay, đầu không sát đất, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chắp tay và năm hệ xuống đất, trí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con mắt lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay binh vợ, mắng cha, mắng mẹ, khi chết đọa vào trong địa ngục cảm thiện. Phật lại bảo A Nan tôi rằng, như trên ta đã nói rất nhiều,
các sự đau khổ đều do nghiệp thiện ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sinh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho bao chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là vợ không trinh lương, hai là vợ bên nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau sanh làm người, là phải bị hai thứ quả báo, một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau khi sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là bị họ hàng phá hoại, hai là anh em họ hàng tề ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là thường phải nghe tiếng ác, hay là có nói ra điều gì thì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là lời nói ra chẳng ai tin, hay là lời nói không được rành rõ. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là tham tài không chán, hay là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai quả báo, một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hay là thường bị người ta hãm hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là thường sanh vào nhà tà kiến, hay là tâm thường định hót, không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết, nghiệp thập ác là như thế, phải lãnh lấy mọi sự đau khổ. Lúc bây giờ trong đại chúng, có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: Các người hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sinh, chúng làm việc phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thế chủ, đứng ra xây cất chùa, tháp tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh, trăm dân khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp dương trung chánh, duy na luân chủ, đời sau sẽ được làm dương thần phủ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang. Đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, được người kính nể, bốn đường khai thông. Đời nay đốt đèn cúng Phật, đời sau sanh vào khung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Đời nay hay làm việc bố thí mà từ tâm nuôi dưỡng sinh mạng, đời sau sanh nơi giàu có, ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người khác thức ăn uống, đời sau sinh nơi bếp trời, sức lực đầy đủ, thông minh, trí huệ, biện tài, thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loại súc sanh được mắc tội báo, cho thức ăn kẻ không giới được ngàn bối báo. Cúng dường thầy tỳ kheo thì được giới dạng bội báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông, đại thừa, giảng, tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tầm mắt, được vô lượng báo. Cúng dường Bồ Tát chư Phật
thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc, người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cũng món ăn mà được phước báo vô lượng. Như thế, nếu hay thường cúng dường, thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay sách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh oai nghiêm, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để lu, để thùng nước cho người ta qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân dương, trong mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay in ấn giúp chép kinh pháp cho người đọc, đời sau sanh xứ nào miệng miệng đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu. Chư Phật Bồ Tát thường gia hộ là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng phú. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi ra đi vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng, các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả, huyện chúng sanh độc tuân tu hành, được qua khỏi khổ nạn. Nếu nghe kinh này, sang lòng phỉ báng, kẻ đó ngay ở đời hiện tại, lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan tôi bạch với Phật rằng, lại Đức Thế Tôn, kinh này nên gọi là gì? Và khuyến pháp thế nào? Cúi xin Ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng, kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành, thọ trì như thế. Khi nghe kinh xong, trong chúng có 8 dạng người trời phát tâm, A Nậu Đa La, Nam Miệu Tam Bồ Đề, và có 100.000 người con gái chuyển nữ thành nam, 1.200 ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình, vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh các cõi tịnh độ cũng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước hoan hỷ phụng hành. Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, tất cả chúng ta đều biết rằng trong cuộc đời của mỗi con người đều tồn tại những thứ quý giá nhất của cuộc đời họ. Có thể nói, đối với sức khỏe, thời gian, tình yêu, kiến thức, địa vị và danh vọng là những thứ vô cùng quan trọng và quý giá. Nhiều người cũng có chung quan điểm rằng tiền không thể mua được những thứ quý giá nhất của cuộc đời. Nhưng nếu không có tiền thì cũng khó để có thể có được những thứ của cuộc đời này. Hay nói cách khác là tiền không phải là tất cả với một người nào đó, nhưng không có tiền thì người đó cũng chẳng là gì cả. Nhiều người thường nhấn mạnh rằng tiền không phải là tất cả, và thực sự nó không quá quan trọng trong cuộc sống đời thường. Nhưng mặc dù chúng ta thường lặp đi lặp lại câu này, thì trên thực tế là đồng tiền thường chi phối nhiều khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Trong tình bạn, dù ta muốn không để tiền bạc xen vào, nhưng mà thực tế là nó thường làm. Có những lúc chúng ta cảm thấy bất an khi một người bạn giàu có hơn chúng ta, hoặc là ngược lại, khi chúng ta không thể tham gia các hoạt động vui chơi vì hạn chế tài chính. Tiền bạc cũng có thể tạo ra những xung đột không cần thiết trong mối quan hệ bạn bè. Khi một bên cảm thấy bất công vì phải chi tiền cho người kia. Trong tình yêu, đồng tiền cũng có vai trò không nhỏ. Người ta thường nói rằng tình yêu không thể mua được, nhưng không thể phủ nhận rằng tài chính thường ảnh hưởng đến mối quan hệ. Không ít cuộc cãi vã xảy ra vì tiền bạc, từ việc chi tiêu cho đến mâu thuẫn về mục tiêu tài chính trong tương lai. Sự căng thẳng về tiền bạc có thể làm suy yếu mối quan hệ, thậm chí là đẩy nó đến bên bờ vực của tan vỡ.
Thậm chí trong tình anh em và gia đình, tiền cũng không tránh khỏi sự chi phối. Cảm giác cạnh tranh, sự ghen tị và không công bằng thường nảy sinh khi có sự chênh lệch về tài sản trong gia đình. Tiền bạc có thể tạo ra sự căng thẳng và xung đột giữa các thành viên trong gia đình, thậm chí làm đổ vỡ những mối quan hệ sâu đậm. Dù ta luôn muốn khẳng định rằng tiền không phải là tất cả, thì không thể phủ nhận rằng nó có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Điều quan trọng là học cách quản lý và đối diện với tiền bạc một cách tỉnh táo và cân nhắc, để không để nó chi phối hoàn toàn cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta. Trong thế giới hiện đại, tiền thường là nguyên nhân gây tan biến cho rất nhiều mối quan hệ, không phân biệt là mối tình tay ba với cuộc tranh cãi về tài chính, hoặc là sự mất mát của tình bạn thân thiết vì sự ganh ghét về thành công về mặt tài chính. Tiền bạc thường là cái gai gốc gây rạn nứt trong mọi mối quan hệ. Những mối quan hệ bị tan biến vì tiền thường không phụ thuộc vào số lượng tiền có sẵn, mà là sự không cân đối trong quan hệ. Có một mối tình, sự ganh ghét về tiền bạc có thể dần dần đẩy xa những người yêu thương nhau. Sự lo lắng về sự thất bại tài chính và những cuộc tranh cãi về chi tiêu có thể làm mối quan hệ trở nên căng thẳng và không ổn định. Điều tương tự cũng xảy ra trong các mối quan hệ bạn bè và gia đình. Sự không công bằng trong việc chia sẻ tài sản hoặc sự ghen tị về thành công tài chính của người khác có thể phá vỡ mọi sự hòa thuận và gây ra những bất đồng không cần thiết. Tiền bạc có thể biến những mối quan hệ thân thiết thành những cuộc đối đầu đầy căng thẳng và căm ghét. Nhưng đáng chú ý, không phải lúc nào tiền bạc cũng là cái gốc rễ của mọi rắc rối trong mối quan hệ. Nhiều khi, sự tiếc nuối và hối hận về những thứ mà tiền không thể mua được cũng là nguyên nhân của sự phá vỡ. Người ta thường nói rằng tiền không mua được thời gian, nhưng thực tế là nếu biết cách sử dụng tiền một cách khôn ngoan, chúng ta có thể tiết kiệm thời gian và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ hơn trong cuộc sống này. Nhìn chung, dù tiền bạc có thể là nguyên nhân gây rạn nứt trong nhiều mối quan hệ, nhưng điều quan trọng là học cách đối phó và quản lý nó một cách có trách nhiệm, để không để nó phá hủy những điều quý giá nhất trong cuộc sống của chúng ta. Tiền không phải là chìa khóa duy nhất dẫn tới hạnh phúc, nhưng cũng không ai phủ nhận rằng sự thiếu thốn về tài chính có thể gây ra nhiều lo lắng và khó khăn trong cuộc sống. Có tiền không đảm bảo hạnh phúc, nhưng cũng không có nghĩa là không có tiền sẽ dẫn tới hạnh phúc. Một cuộc sống với ít tiền có thể đối mặt với nhiều khó khăn vật chất, nhưng nhiều người đã chứng minh rằng sự bền bỉ và lòng kiên nhẫn có thể tạo ra niềm vui và hạnh phúc đích thực. Trong khi đó, một số người có tiền cũng có thể gặp phải những vấn đề về tinh thần và cảm xúc bởi vì tiền không thể mua được sự hòa bình trong nội tâm. Tiền có thể mang lại sự thoải mái vật chất và quyền lực, nhưng nó không thể mua được tình yêu và sự gắn kết. Những người dũng cảm và tận tụy trong tình yêu thường có thể vượt qua được mọi thử thách, kể cả khi không có sự hỗ trợ tài chính. Sự hiểu biết, sự chia sẻ và sự tôn trọng lẫn nhau thường là những yếu tố quan trọng hơn tiền bạc trong mối quan hệ. Cuối cùng, có tiền chỉ là một phần của cuộc sống, không phải là tất cả. Sự hạnh phúc thực sự đến từ việc biết cách đánh giá và trân trọng những điều quý giá nhất trong cuộc sống, chứ không phải từ số lượng tiền trong tài khoản ngân hàng. Điều quan trọng là có lòng kiên nhẫn và sự bền bỉ trong tìm kiếm hạnh phúc bất kể có tiền hay không. Tiền không thể mua được đam mê, nhưng không ai có thể phủ nhận sức mạnh của nó trong việc thúc đẩy và hỗ trợ cho đam mê. Đam mê là nguồn năng lượng không giới hạn, là động lực mạnh mẽ, đẩy ta vượt qua mọi trở ngại và khó khăn. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại này, tiền bạc thường là yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng và phát triển đam mê đó. Những người thành công
thường là những người biết cân bằng giữa đam mê và tiền bạc. Họ không bao giờ để tiền bạc trở thành mục tiêu cuối cùng, nhưng cũng không bỏ qua khả năng mà tiền bạc mang lại để hỗ trợ cho đam mê của mình. Tiền bạc có thể cung cấp cho chúng ta các cơ hội, nguồn lực và tự do để theo đuổi những đam mê của mình một cách tự do và sáng tạo. Nhiều người thành công đã khởi đầu từ tình yêu và đam mê của mình mà không cần phải dựa vào tài chính. Họ đã tự tạo ra cơ hội vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. Tiền bạc có thể là một phần quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không là gì cả. Trong thời đại hiện nay, đồng tiền có thể chi phối mọi thứ. Ta có thể dùng đồng tiền để có được sức khỏe, thời gian, hạnh phúc, tri thức, địa vị, danh vọng và kiến thức. Và thực tế đã cho thấy được sức mạnh của đồng tiền là vô cùng to lớn. Tiền là gì? Tiền là thứ dùng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận. Có nghĩa là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng tiền là một chuẩn mực chung để có thể so sánh giá trị của các hàng hóa và dịch vụ. Đồng tiền là do con người làm ra, nhưng con người cũng vì nó mà gặp phải nhiều tai ương. Người ta nói rằng tiền có thể mang lại sức mạnh, nhưng cũng có thể gây ra những hậu quả tiêu cực nếu không được sử dụng đúng cách. Một trong những sức ảnh hưởng lớn nhất của tiền là khả năng tạo ra sự bất bình đẳng và khác biệt xã hội. Sự phân chia giàu nghèo, sự thụ động và xâm phạm vào nhân phẩm con người thường xuất phát từ sự chênh lệch về tài chính. Đồng tiền cũng có thể tạo ra cạnh tranh không lành mạnh, tham nhũng và bất công trong xã hội. Tuy nhiên, tiền cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Nó là động lực để con người lao động và sáng tạo, để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo ra cơ hội cho mọi người. Tiền cũng là công cụ để đầu tư vào giáo dục, y tế và các ngành nghề khác nhau, giúp xây dựng một xã hội phồn thịnh và phát triển. Tiền bạc, một khía cạnh không thể phủ nhận của cuộc sống này, là nguồn lực quan trọng giúp chúng ta đối mặt với nhiều thách thức và thực hiện những ước mơ, mục tiêu của cá nhân. Có tiền, chúng ta có thể mua sắm những đồ dùng cần thiết, dự trữ cho tương lai và thậm chí là thưởng thức những trải nghiệm mới mẻ. Sức mạnh của tiền bạc không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu vật chất mà còn lan tỏa đến tinh thần. Sự an tâm từ việc có đủ tiền trong tài khoản giúp chúng ta cảm thấy tự tin và bình tĩnh hơn trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, tiền bạc cũng là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa trong cuộc sống. Với đủ tiền, chúng ta có thể tiếp cận được các dịch vụ giáo dục tốt nhất, nơi mà kiến thức mới được truyền đạt và kỹ năng được phát triển. Không chỉ vậy, tiền bạc còn giúp chúng ta duy trì lối sống thoải mái và ổn định, từ việc mua sắm quần áo, ăn uống cho đến việc di chuyển và du lịch. Tiền bạc, trong sự hiện hữu của nó, đã trở thành gốc rễ của không ít bi kịch, những hệ lụy tàn khốc mà con người phải chịu đựng. Đồng tiền không phải là công cụ trao đổi vật chất, mà nó còn là tấm gương phản chiếu cho sự tan rã của những giá trị tinh thần. Ngày nay, tiền bạc không còn là cái gì đó dùng để đo lường tình cảm, lòng trung thành hay là đạo đức, mà thay vào đó, nó đã biến thành một cản trở, chia cắt sâu đậm giữa con người và con người. Nhìn vào xã hội, ta thấy không ít gia đình tan vỡ, người thân xa cách chỉ vì cuộc đua về tiền tài. Tiền bạc là nguyên nhân khiến cho không ít người phải chịu cảnh tổn thương, cô đơn và vô vọng. Nó là hình thức hiện thân của cái ác, khiến cho con người có thể tham lam, bất chấp mọi giới hạn đạo đức và phá vỡ mọi quy tắc của xã hội. Và đằng sau những vụ án phạm tội, đằng sau những vụ cướp giật, vụ án mạng, thậm chí là những cuộc chiến tranh đẫm máu, tiền bạc luôn là thủ phạm. Nó thúc đẩy sự tham lam, ganh đua
và cạnh tranh đến mức mà con người không ngần ngại phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Máu đổ thịt rơi, tất cả chỉ vì một đồng tiền mà con người đã hy sinh mọi điều quan trọng nhất. Vậy, liệu chúng ta có thể tiếp tục để cho tiền bạc làm chia cắt, làm đứt gãy những tình cảm, những gắn kết của chúng ta hay không? Hay chúng ta phải đối mặt với thực tại và tìm cách để đánh bại cái ác đích thực này, để tiền bạc không còn là nguyên nhân gây ra bi kịch cho con người? Trên bức tranh xã hội hiện nay, không thể phủ nhận vai trò chủ đạo của đồng tiền trong cuộc sống con người. Nó không chỉ là một phương tiện trao đổi, mà còn là trung tâm của mọi hoạt động, quyết định sự thành bại, hạnh phúc hay đau khổ của con người. Đồng tiền có khả năng biến những điều xấu xa thành tốt đẹp, từ kẻ lừa đảo trở thành người tốt, từ cuộc sống nghèo khó chóng mặt biến thành thượng lưu. Sức mạnh của đồng tiền không thể phủ nhận. Nó có thể thay đổi cả một cuộc đời, biến những bước đi mập mờ thành những bước đi mạnh mẽ, định hình tương lai với những cơ hội mới mẻ. Tuy nhiên, với sức mạnh đó cũng đi kèm với một cạm bẫy nguy hiểm. Đồng tiền có khả năng làm biến đổi con người, từ những người sống tốt bỗng trở nên tham lam và vô đạo đức. Nó là nguồn gốc của nhiều tệ nạn xã hội, từ tham nhũng lừa đảo đến cạnh tranh không lành mạnh và ganh đua vô nghĩa. Tận mắt chứng kiến những cảnh tượng thương tâm do tiền bạc gây ra, lòng người không thể không bị nhức nhối. Và với mỗi vụ án, mỗi bi kịch, chúng ta lại nhận ra sâu sắc hơn về quyền lực của đồng tiền và sức ảnh hưởng không lường trước của nó đối với phẩm chất của con người. Tiền bạc không chỉ là một công cụ, mà còn là một thử thách đối với lòng kiên nhẫn, trí tuệ và đạo đức của con người. Vì vậy, liệu chúng ta có thể làm chủ được sức mạnh đó, hay sẽ mãi mãi bị nó lôi cuốn vào dòng xoáy của tham vọng và tham lam? Cuộc sống không nên bị mắc kẹt trong vòng quay của đồng tiền. Đừng để chính mình trở thành nô lệ của sự vật chất và tích lũy vật chất. Thay vào đó, hãy luôn giữ cho mình một tinh thần tỉnh táo, biết sống cho đúng với những giá trị đạo đức và nhân phẩm. Hãy luôn nhớ rằng, đồng tiền không thể mua được hạnh phúc thực sự và bình an tinh thần. Việc kiếm nhiều tiền để có một cuộc sống thoải mái và đầy đủ là một mục tiêu hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, quan trọng là không để tiền bạc chi phối và thay đổi bản thân mình. Tiền không thể làm thay đổi bản chất của con người, và nếu để mình trở nên mê muội với sự giàu có thể mất đi những phẩm chất quý báu nhất. Hãy nhớ rằng, đồng tiền không phải là tất cả. Đằng sau những khao khát vật chất, con người vẫn cần có những giá trị tinh thần, những mối quan hệ đáng quý và sự hài lòng bên trong. Đừng để đồng tiền chi phối và thay đổi bản thân mình. Hãy xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa, một cuộc sống đáng sống, không chỉ dựa vào số lượng tiền trong tài khoản, mà còn dựa vào những giá trị văn hóa và đạo đức mà chúng ta gìn giữ. Đó mới là con người thực sự, không bị lạc lối trong dòng xoáy của đồng tiền, mà vẫn tự do và hạnh phúc. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, tâm thái của người sân giận đó là bắt mọi thứ theo ý mình, không hiểu rõ mọi thứ xung quanh. Vì mong cầu tất cả phải theo ý mình, cho nên nếu không nhận được những điều như ý thì sẽ sinh ra sân giận. Cơn giận dữ là bản năng, nhưng nó thường không thể giải quyết được vấn đề, mà còn có thể phá hủy mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Quan trọng hơn, nó có thể khiến cho cơ thể bị tổn thương. Muốn giữ được phú khí, trước hết phải kiềm chế tính nóng nảy của mình. Trong cuộc sống này, có nhiều vấn đề khiến cho chúng ta không thể kiềm chế cảm xúc, gây ra sự bực bội, tức giận. Nhiều người biết điều này sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ, công việc, thậm chí là gây tổn thương đến mọi người xung quanh. Nhưng họ chưa biết làm sao để loại bỏ cơn tức giận của mình. Tức giận là một trạng thái xúc cảm rất phổ biến của con người. Nó là một loại xúc cảm tiêu cực, không lành mạnh, và là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề rắc rối khác. Sự tức giận có thể biểu hiện dưới những cường độ khác nhau,
từ sự bực mình cho đến tức giận điên cuồng và nổi cơn thịnh nộ. Đối tượng của sự tức giận có thể là con người, cũng có thể là con vật, hay thậm chí là cả những đồ vật vô tri vô giác nữa. Mỗi khi chúng ta tức giận ai, thì chúng ta cảm thấy người đó thật khó ưa, thổi phồng những đặc tính không tốt của người đó, không điểm xỉa đến tất cả những điểm tốt của họ và lại muốn hại họ nữa. Tức giận thường phát sinh bởi sự thất vọng về những cố gắng để đạt được một mục đích nào đó, hay là bởi những hành động chống đối hoặc là gây phiền phức, chẳng hạn như là những lời xỉ nhục, những sự tổn thương hay là những sự đe dọa mà không xuất phát từ một nguồn đáng sợ. Một khi người ta nổi giận thì thường có những biểu hiện cộc cằn, thô lỗ, không mấy thân thiện trong lời nói, trong hành động, qua ánh mắt, nét mặt, vân vân. Và giận thường gây ra cho bản thân chúng ta và những người xung quanh rất nhiều phiền muộn và rắc rối. Khi giận dữ thì bạn thường làm gì? Im lặng, nghỉ ngơi, không thèm nói chuyện, dỗi, bực tức, cáu gắt, quát tháo, vân vân. Dù được bộc lộ ra dưới hình thức nào thì giận dữ cũng gây tổn hại cho tinh thần bản thân và ảnh hưởng không tốt đến các mối quan hệ. Có câu nói rằng, nén giận thì hại mình, còn xả giận thì hại người. Bất cứ lúc nào ta bị cản trở, không cho phép đạt được những gì chúng ta mong muốn, hoặc là bị ép vào những hoàn cảnh mà chúng ta không thích, hay nói cách khác là bất cứ khi nào chúng ta phải đối diện với những gì chúng ta muốn né tránh, những gì chúng ta không thích, tâm chúng ta thường lập tức cảm thấy đau khổ, và cảm giác không dễ chịu này thường được chuyển thành sự tức giận. Mỗi khi nổi giận, ta thường cho rằng chính người kia là thủ phạm đã làm cho ta giận, như thể cơn giận đang ở trong ta là do họ đem tới đây vậy. Vì thế ta luôn tìm mọi cách để trả đũa, dù ít nhất là một câu nói hay một hành động khiến cho người kia phải đau điếng hay tức giận thì ta mới hạ dạ được. Ta cho rằng mình phải làm như thế thì mới mạnh mẽ, để họ không còn dám chọc giận mình nữa. Sự thật là càng trả đũa thì cơn giận càng lớn mạnh và khiến ta càng đuối sức. Vì khi ta giận, năng lượng trong ta bị đốt sạch, cơ thể liên tục phóng thích ra các chất kích thích như là adrenaline và cortisol, gây rối loạn chu trình sinh học của cơ thể, nhất là nhịp tim và hơi thở tăng dồn dập. Ta sẽ rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời, nhìn mọi thứ đều sai lệch, suy nghĩ không sáng suốt và không kiểm soát nổi mọi hành vi của mình. Sự biểu hiện của cơn giận khá đa dạng. Mỗi người biểu hiện sự tức giận theo những cách khác nhau. Cường độ biểu hiện của sự tức giận có thể biến động từ sự bực tức thông thường cho đến cơn thịnh nộ dữ dội. Có người mặc dù đang tức giận nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng cũng có người trở nên hung hăng dữ tợn. Có người phản ứng ngay tức khắc, trực tiếp đối với những gì làm cho họ tức giận. Nhưng cũng có người kìm nén những cảm xúc của bản thân và phản ứng một cách gián tiếp. Theo Đạo Phật, sự nóng giận là một loại xúc cảm tiêu cực và nó thường dẫn đến nhiều vấn đề rắc rối cho bản thân và cho những người có liên quan. Sự nóng giận thường ảnh hưởng không tốt đến các mối quan hệ xã hội, khiến cho những người vốn dĩ thân quen trở thành kẻ thù của nhau, thậm chí là trở thành những người không đội trời chung. Giận là một trong ba thứ độc hại, còn gọi là tam độc, đó là tham sân si, là một trong những nguyên nhân chính khiến chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, để rồi trôi lăn bãi trong luân hồi sanh tử. Giận chẳng những làm cho chúng ta đau khổ trong đời này, mà còn trong đời sau nữa. Nó che lấp tâm trí của chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào thấy được sự thật của mọi sự vật một cách đúng đắn. Không thể nào đạt được giải thoát, không thể nào đạt được niềm hạnh phúc đích thực. Mỗi khi người ta nổi giận thì thường không kiểm soát được những ý nghĩ, hành động và lời nói của mình nữa. Vì thế mà trong lúc tức giận, người ta thường có những hành động bộc phát, những lời nói khiếm nhã, gây nhiều tai hại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đôi khi những hậu quả gây ra trong lúc tức giận ấy làm cho người ta phải ân hận, đau khổ và dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại.
Chính vì thế mà Đức Phật đã dạy rằng: nhất sân chi quả năng, thiêu dạng khoản công đức chi sơn. Có người biện luận rằng sự tức giận không có gì sai cả. Chúng ta cần phải nổi giận, cần thể hiện sự tức giận của mình để đòi lại sự công bằng, đòi lại quyền lợi cho bản thân mình. Nếu không thì người khác sẽ lấn lướt, sẽ lên mặt, vân vân. Sở dĩ có những lời biện luận như thế là vì họ chỉ đánh giá sự tức giận một cách hời hợt, đứng trên thiên kiến dị kỷ mà nói. Nếu chúng ta quan sát sự tức giận một cách sâu sắc và toàn diện, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng khi chúng ta nổi giận thì bản thân chúng ta cũng không vui sướng gì, mà đối tượng mà cơn tức giận của chúng ta nhắm đến cũng đâu có hạnh phúc gì. Không những thế, sự tức giận khiến cho chúng ta mất khả năng tự chủ, nó che mờ tâm trí của chúng ta, cho nên dễ có những hành động thiếu suy nghĩ, những việc làm thiếu chín chắn, gây khổ cho mình và người trong hiện tại lẫn tương lai. Như thế thì làm sao có thể nói rằng tức giận là đúng đắn cho được, là một cảm xúc tích cực được? Những phẩm chất đúng đắn và tích cực thường đem lại hạnh phúc, an vui cho mình và cho người. Nhưng khi chúng ta nổi giận thì chúng ta hoàn toàn không có hạnh phúc được. Về nguyên nhân khiến cho chúng ta nổi giận, hầu hết mọi người đều cho rằng do những tác nhân ở bên ngoài tác động làm cho chúng ta nổi giận, như là do bị người khác xúc phạm, do gặp phải những sự kiện, những hoàn cảnh không như ý muốn. Nhưng theo đạo Phật thì không có ai làm ta nổi giận cả, chính chúng ta làm cho mình nổi giận. Dù cho người ta có làm gì đi nữa, dù cho chúng ta có lâm vào tình cảnh thế nào đi nữa, chúng ta cũng không hề nổi giận nếu như chúng ta không có những hạt giống của sự tức giận ở trong tâm mình, hoặc là hạt giống tức giận đã bị suy yếu. Nói rõ hơn là sự tức giận xuất phát từ trong tâm của chúng ta, do tác nhân bên trong bản thân chúng ta, chứ không phải do những tác nhân bên ngoài. Sự tức giận là một cách chúng ta tự bảo vệ cái ngã của mình. Chúng ta nổi giận bởi vì cái ngã của chúng ta bị xâm phạm, bị thương tổn. Người nào sự chấp ngã càng cao thì càng dễ nổi giận. Chính hạt giống vô minh và chấp ngã ấy là nguyên nhân chủ yếu của sự tức giận. Và giận còn là nhân tố làm phát sinh những tâm lý tiêu cực, không lành mạnh khác nữa, chẳng hạn như tâm ganh ghét, ganh tị, ác độc, thù hằn. Giận là một hạt giống vốn có sẵn trong tâm thức của chúng ta. Bên cạnh đó, tất cả chúng ta đều có những hạt giống khác nữa, như là hạt giống tham lam, hạt giống luyến ái, và cũng có những hạt giống từ bi hỷ xả, hạt giống hòa ái, nhã nhặn. Nếu người nào có hạt giống giận hờn lớn mạnh thì người này hay nổi giận. Nếu người nào có hạt giống từ bi hòa ái lớn mạnh thì ít nổi giận hơn và thường hòa nhã thân thiện với mọi người. Những hạt giống ấy yếu hay mạnh là tùy thuộc vào sự chăm sóc tưới tẩm của chúng ta, có nghĩa là tùy thuộc vào khả năng tu tập của bản thân chúng ta. Chúng ta thường xuyên tưới tẩm, nuôi nấng hạt giống nào thì hạt giống ấy sẽ mạnh lên, và ngược lại, hạt giống nào không được chăm bón thì sẽ yếu đi. Tức giận sẽ gây ra nhiều hậu quả tiêu cực như thế, cho nên sự điều phục và chuyển hóa cơn giận là một trong những vấn đề chính yếu trong quá trình tu tập để trở thành một con người tốt, để có được niềm hạnh phúc cho bản thân, có ích cho gia đình và xã hội. Sau mỗi cơn giận, ta thường cảm thấy hối tiếc và rây rứt vì những phản ứng dại dột và thấp kém của mình. Ta biết mỗi lần tức giận là mỗi lần ta đánh mất hình tượng đẹp và làm suy giảm niềm tin yêu trong mắt của người khác. Cho nên lòng cứ dặn lòng sẽ không để cho cơn giận thao túng mình thêm một lần nào nữa. Thế nhưng khi gặp chuyện trái nghịch, nhất là tổn hại đến quyền lợi hay danh dự, là cơn giận cứ không hẹn mà đến. Ngay lúc ấy, dù được người khác nhắc nhở, ta cũng gạt ngang, lý trí cũng phải đứng lặng chào thua cảm xúc. Từ thất bại này cho đến thất bại khác, ta dần trở nên căm ghét cơn giận của mình. Rồi có khi ta quay sang trách giận cha mẹ, trao chi cái tính làm khổ mình, khổ người như thế. Thật ra nếu hạt giống giận trong ta không được nuôi dưỡng thường xuyên, thì nó không đủ sức làm cho ta khổ.
ta đã vô tình tạo ra nó từ những điều bất như ý nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày mà ta không hề hay biết, như là kẹt xe, xếp hàng mua đồ, gọi điện người thân không nhấc máy, thức ăn không vừa miệng, người kia quên chào hỏi, vân vân. Hay đến những phiền toái do chính mình gây ra, như mở nhầm chìa khóa, uống nước bị phỏng miệng, trượt chân ở cầu thang, tìm mãi không ra quyển sách, hồi tưởng về quá khứ đau buồn, vân vân và vân vân. Nếu ta không quan sát và hóa giải bớt những phản ứng chống đối một cách âm ỉ từ những việc như thế, thì cơn giận chắc chắn sẽ hình thành như một quy trình tự nhiên. Khi nguồn năng lượng giận gần như được mặc định trong tâm thức mình, chỉ cần một hành động không dễ thương hay một hoàn cảnh trái ý nho nhỏ thôi cũng đủ khiến cho nó bị kích động. Nó sẽ nhanh chóng biến thành cơn giận dữ dội mà chính ta cũng rất bất ngờ. Khi phát hiện ra cơn giận đang nổi lên và sắp sửa bung ra thành lời nói hay là hành động, ta hãy mau chóng tìm cách tách ly ra khỏi đối tượng vừa mới tác động vào cơn giận của mình. Lý tưởng nhất là ngồi trong căn phòng yên tĩnh hay là dạo bước trên con đường râm mát. Trong trường hợp không thể tách khỏi hoàn cảnh, thì ta hãy ngồi yên đó, cố gắng đừng mở lời nói thêm một câu hay một từ nào, dù ta cho đó là lời giải thích thỏa đáng. Mọi hành vi xảy ra trong cảm xúc giận hờn sẽ khiến cho ta hối tiếc sau này. Ta hãy cố quên đối tượng kia đã làm hay đã nói điều gì với ta, mà chỉ đem hết tâm ý tập trung vào hơi thở để làm lắng dịu cơn bão cảm xúc. Nếu ta có sẵn kỹ năng theo dõi hơi thở để định tâm, thì chỉ 15 phút sau là ta sẽ vượt khỏi. Cũng như khi căn nhà của ta bất ngờ bị cháy, thì ta chỉ cần lo chữa cháy để cứu lấy những tài sản quý báu bên trong, chứ đừng vội vã truy cứu hay là trừng phạt kẻ mà ta tình nghi đã đốt nhà. Không ai sinh ra đã có tính tình tốt, cũng không ai là không bao giờ nổi nóng, chỉ là những người có trái tim mạnh mẽ đã cải thiện khuôn mẫu của họ thông qua trải nghiệm hàng ngày, nhìn thấy sự thật của cuộc sống và học cách kiểm soát cảm xúc của họ. Chúng ta thường thấy rằng những người càng kém năng lực thì càng nóng nảy, người càng có năng lực thì càng ít nóng nảy. Không phải họ không có tính nóng nảy, chỉ là họ có tính tự chủ mạnh mẽ. Trong cuộc sống không thể tránh khỏi một số người không hiểu bạn. Nếu bạn tốt, chắc chắn sẽ có người ghen tị, nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của bạn để tạo cho bạn những rắc rối. Nếu bạn là người tầm thường, bạn sẽ bị người khác khinh bỉ. Đây là mặt khác của bản chất con người. Nếu bạn muốn tức giận vì những điều này thì bạn sẽ khó đạt được điều gì cả. Hơi thở là điểm tựa rất an toàn một khi ta bị những cơn bão cảm xúc tấn công mà ta không biết phải làm sao. Tuy nhiên, nếu cứ sử dụng mãi cách này thì ta sẽ không bao giờ hiểu rõ bản chất của cơn giận của mình. Không hiểu rõ cơn giận thì muôn đời ta cũng không thể chuyển hóa được nó, sẽ mãi bị nó làm phiền nhiễu. Cho nên sau khi luyện tập được thói quen nhìn lại bản thân mình mỗi khi nổi giận, thay vì tìm cách trả đũa, ta hãy dành nhiều thời gian để quan sát cơn giận của mình. Hãy chú tâm quan sát tiến trình từ khi cơn giận biểu hiện lên bề mặt ý thức, thôi thúc ra hành động đến khi nó tan biến. Khi có kinh nghiệm, ta sẽ phát hiện ra cơn giận vốn không có thật. Nó chỉ là nguồn năng lượng được sinh ra từ vài sai sót trong sự vận hành của guồng máy tâm thức, như là nhận thức sai lầm, trí tưởng tượng phóng đại, cảm xúc nhạy bén, các giác quan không được phòng hộ cẩn thận. Nên chỉ cần duy trì khả năng quan sát tiến trình ấy lâu bền, bằng thái độ không thành kiến, từ từ ta sẽ thấy rõ những gì đã tạo nên cơn giận và dễ dàng chuyển hóa nó. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, bạn không chỉ đấu tranh cho kết quả mà còn cả trí lực. Một người có khí chất như thế nào, tâm lý sẽ như thế ấy. Nó quyết định cuộc đời của một con người. Với một tâm lý tốt, đối mặt với mọi chuyện vụn vặt của cuộc sống, bạn cũng có thể có một trái tim bình tĩnh để đối mặt. Những người có tâm lý tốt biết cách thêm gia vị cho cuộc sống và làm cho cuộc sống tầm thường hàng ngày trở nên sinh động và thú vị. Chúng ta phải biết xét kỹ tâm của mình.
Người biết xét kỹ tâm của mình thì sẽ biết được tâm của người khác như thế nào, từ đó biết được cách thông cảm với mọi người. Chúng ta sinh tâm bực bội với ai là vì không hiểu và không thông cảm được cho họ, cho nên chúng ta phải học cách thông cảm. Trong nhà Phật gọi đó là học yêu thương và tha thứ. Khi cơn giận bực tức xuất hiện, đầu tiên chúng ta đối trị bằng cách hít sâu rồi thở dài. Nếu bực mình quá thì có thể nắm bàn tay lại, hít thật sâu, đừng vội nói gì. Hoặc chúng ta có thể bắt đầu đi tản bộ, tránh những nơi sinh ra bực bội cho mình. Chúng ta có thể đi tản bộ tại vườn cây, bờ ao mát mẻ, hít thở giúp xua tan cảm xúc bực bội. Lẽ dĩ nhiên, cơn giận ấy cứ xảy ra theo tốc độ riêng của nó, và ta không có ý đuổi theo để dập tắt. Ta chỉ quan sát để thấu hiểu cơ chế hoạt động của nó như thế nào thôi. Mỗi lần quan sát sẽ cho ta một cái thấy mới về bản chất vô thường của cơn giận. Niềm tin trong đạo Phật là tin mình có khả năng học pháp, hiểu pháp và thấy pháp. Nên Đức Phật mới nói rằng, ai thấy pháp, người ấy thấy ta. Ai thấy ta, người ấy thấy pháp. Tin vào luật nhân quả để thấy được từng tầng khổ đau đều do nơi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình gây nên. Từ đó, sống một đời sống có ý thức và tỉnh giác. Kính mời quý Phật tử và quý thính giả cùng lắng nghe qua bài pháp âm Niềm tin vào chánh pháp. Để biết rằng, xây dựng niềm tin là vấn đề căn bản của người đệ tử Phật. Người Phật tử khi đã quyết với tứ bất hoại tính ấy là tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin vào thánh giới, thì dù thế sự có thế nào, tâm vẫn luôn kiên định, không lay chuyển. Niềm tin ở đây luôn có sự suy xét của lý trí. Sau khi thấu hiểu rồi mới tin theo, chứ không tin một cách mù quáng. Niềm tin vào chánh pháp, chiếc chìa khóa vàng khai mở tự tâm. Sống trên cuộc đời này thì ai cũng mang trong mình một niềm tin. Niềm tin là một trạng thái hoạt động của tinh thần, không thể thiếu trong đời sống thường nghiệm cũng như đời sống siêu nghiệm. Một người nông dân tin vào một vụ mùa bội thu. Khi ngày gặt sắp đến, một người làm vườn tin rằng trong khu vườn này sẽ đơm nở những bông hoa tươi đẹp. Một người thầy giáo tin rằng ngày mai những học trò trong lớp học này sẽ đem giúp ích cho gia đình xã hội hay một đại dương, một môi trường xanh sạch. Niềm tin là động lực, nền tảng cho mọi hoạt động trong đời sống. Đó chính là tính chất và giá trị của niềm tin. Niềm tin là một trạng thái tâm biểu thị sự lắng lòng, tin vào lời nói hay hành động. Tin cũng là một trong năm thường của Nho giáo, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Dù từ thời xa xưa hay đến bây giờ, chữ tính vẫn rất quan trọng. Người ta thường nói, nhân vô tính, bất năng, lập kỷ. Người mà không có sự đáng tin thì không thể lập nghề giữ nghiệp được. Buôn bán mà không có lòng tin cậy với nhau thì không thể phát triển được, chứ chưa nói là sụp đổ. Đó là lòng tin, bình thường nhưng rất quan trọng ở đời. Niềm tin trong Phật giáo còn sâu sắc và ý nghĩa hơn nhiều, nhưng không tách rời niềm tin ấy. Niềm tin trong đạo Phật được đề cập đến rất nhiều trong kinh điển Phật giáo. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy có bốn lòng tin tối thượng, đó là: thứ nhất, đặt niềm tin tối thượng vào Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thuộc tối thượng. Thứ hai là đặt niềm tin vào thánh đạo tám ngành, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Những ai đặt lòng tin vào đức thánh đạo tám ngành, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Thứ ba là đặt lòng tin tối thượng vào ly tham. Tham chính là nguyên nhân của sanh tử trầm luân, khổ đau triền phược trong kiếp sống vô tận. Ly tham tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn diệt niết bàn. Những ai đặt lòng tin vào ly tham, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Cuối cùng là đặt niềm tin tối thượng vào chúng tăng đệ tử của Như Lai. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là những người hành trì và hoằng truyền giáo pháp của Đức Phật, sống đời sống ly tham phạm hạnh thanh tịnh, đáng được cung kính tôn trọng, cúng dường, đáng được chấp tài và là ruộng phước vô thượng ở đời. Những ai đặt lòng tin vào chúng tăng đệ tử của Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả vị thục tối thượng. Thêm nữa,
Trong kinh Hoa Nghiêm nói niềm tin là cội nguồn, là mẹ của mọi công đức. Nó làm sống mạnh mọi pháp lành, diệt trừ bao mê muội, mà từ đó đạo cao cả được lớn lên, tính di đạo nguyên công đức mẫu. Trưởng dưỡng nhất tiết chư tiện pháp, đoạn trừ nghi dõng xuất ái lược, khai thị niết bàn vô thượng đạo. Đại trí Độ Luận nói rằng, trong biển cả Phật Pháp, có niềm tin mới có thể vào được trong biển cả đó, và trí tuệ có thể giúp ta đi qua biển đó. Hành giả có vào biển cả đó, thì mới có thể tiếp cận được với kho báu trân quý ở lòng đại dương như duyên khởi, tứ thánh đế, vô thường, vô ngã. Niềm tin trong đạo Phật là tin mình có khả năng học Pháp, hiểu Pháp và thấy Pháp, nên Đức Phật mới nói rằng, ai thấy Pháp, người ấy thấy ta, ai thấy ta, người ấy thấy Pháp. Tin vào luật nhân quả để thấy được tường tận khổ đau đều do nơi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình gây nên. Sống một đời sống ý thức và tỉnh giác. Tin vào luật nhân quả để thấy được tường tận khổ đau đều do nơi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình gây nên. Từ đó sống một đời sống ý thức và tỉnh giác. Tin không cũng chưa đủ mà cần phải có thâm tin hay tính căn. Thâm tính, tính căn là gốc của lòng tin. Ăn sâu vào lòng đất chánh pháp như rễ cây ăn sâu vào lòng đất. Tính tâm kiên cố là lòng tin ăn sâu rễ bền chắc thì không bị gió tà kiến nhổ bật gốc được. Tin vào tự lực và tha thực là tin vào khả năng tự chuyển hóa phiền não, khổ đau trong bản thân mình thành an lạc giải thoát. Nhờ vào sự gia trì của chư Phật, Bồ Tát, đề đạo tâm được kiên cố, định tĩnh. Người có lòng tin chưa chắc thì gọi là tính ngoại khinh mau. Là niềm tin nhẹ như lông mau, dễ bị gió tà kiến thổi bay, vô tri bất mộ, là không hiểu biết thì không mến mộ. Tin giáo lý chỉ dài cốt để hành trì được an lạc giải thoát, đó là mục đích thuần túy trong lòng tin đạo Phật, nên gọi là tính thọ phụng hành. Hiểu và tin là hai phẩm tính quan trọng trong đạo Phật. Hiểu được pháp để lòng tin ngày càng kiên cố bình bỉ hơn, cũng như tâm hồn được tĩnh lặng bình an hơn. Trong duy thức học Phật giáo có ba cách để nhận thức tiếp cận một sự vật hiện tượng. Thứ nhất là hiện tượng, tức là nhận thức đối tượng một cách trực tiếp, chưa có ý thức phân biệt, so sánh. Như khi nhìn một ấm trà thì biết nó là một ấm trà, chưa có khởi lên ý nghĩa rằng ấm trà này là của ai, dùng để pha trà gì, dùng nó để pha trà có ngon không, vân vân. Thứ hai là tỷ lượng, nghĩa là nhận thức có sự phân biệt, đo lường, theo thói quen tư duy, nhị biên, ngã sở. Và cuối cùng là thánh giáo lượng, nghĩa là nhận thức đặt trọn niềm tin vào thánh giáo, không một chút ngờ vực. Như Đức Phật dạy, năm uẩn là vô ngã, thì thực sự chỉ là năm đống tích tụ, không có tính chất riêng cố định, đó gọi là tính thọ phụng hành. Học Pháp và hành Pháp như là hai nhiệm vụ tu học hàng đầu của người con Phật. Trong đó, niềm tin chính là chất liệu để xây dựng nên hai phẩm tính đó. Sống không có niềm tin, hay chăng nữa niềm tin như lông mao bên ngoài, thì con người sẽ trở nên vô định, lạc lối. Sống có niềm tin chắc thật vào chánh pháp thì đó chính là chiếc chìa khóa vàng khai mở tự tâm, giúp ta hành trì giáo pháp Đức Phật đã dạy một cách hiệu quả và lợi lạc, góp phần đem lại một đời sống an lạc hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. Tin tưởng vào tối thượng, biết được pháp tối thượng, tin tưởng Phật tối thượng, đáng tôn trọng vô thượng, tin tưởng pháp tối thượng, ly tham an tịnh lạc, tin tưởng tăng tối thượng, là ruộng phước vô thượng, bố thí bậc tối thượng, phước tối thượng tăng trưởng, tối thượng về thọ mạng, dung sắc và danh văn, tối thượng về an lạc, tối thượng về sức mạnh, bậc trí thí tối thượng, pháp tối thượng chánh định, chư thiên hay loài người đạt được hỷ tối thượng. Trong suốt cuộc đời của mình, Đức Phật đã dành phần lớn thời gian để thuyết giảng các phương tiện, cách thức để chúng sinh giác ngộ được những điều mà Ngài đã chứng ngộ, để tất cả đều có thể trở thành những vị Phật giác ngộ. Sự truyền bá rộng rãi của đạo Phật cũng tạo nên yếu tố đa dạng về hình thức và nội dung của những nghi lễ, pháp môn tu tập. Điều này sẽ tương ứng bởi mỗi nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Đạo Phật không đơn thuần được lưu giữ trong kinh sách, nên đòi hỏi người tu tập vừa phải nghiên cứu, vừa cần thực hành song song thì mới thực sự chứng đạo. Đạo Phật cũng không được gói gọn trong bất cứ một hệ thống đức tin hay thờ phụng nào, không đòi hỏi một sự tin tưởng mù quáng, mà muốn chứng thì cần phải dựa trên trí tuệ. Làm thế nào để đến với Phật? Quý Phật tử và quý tín giả thân mến, cuộc đời ngắn ngủi có là bao, còi gốc tường đào cứ dùng vào,
mau mau tỉnh giác mà niệm Phật để thoát luân hồi vạn kiếp sau. Kinh Phật không nói về chân lý đúng sai, yêu thương thù hận hai mặt, cho nên Phật không làm quan tòa để phán xử ai. Muốn biết đúng sai, có tội hay không có tội, xin tới tòa án, luật sư, đừng tới chùa, đừng hỏi Phật. Ngoài ra, Đức Phật cũng không có độc quyền về chân lý, bởi vì chân lý từ sự vật đi lên, khi mà thì chư pháp không tướng, tức thực tướng của muôn vật, vạn pháp là không thì chân lý cũng như hư ảo. Do đó, nếu bạn cứ nặng nặng cho rằng điều mà bạn đang tin là chân lý, thì xin bạn đừng tìm đến Phật kẹo uổng công. Phật không phải là một ông thần tạo ra trái đất, đâu quý diệt nó vì phẫn nộ. Trái đất và vũ trụ này tự vận hành bởi quy luật thành trụ hoại diệt mà không một quyền năng nào có thể ngăn cản nổi. 1 tỷ năm nữa, ngày tận thế sẽ đến và đến một cách từ từ. Tất cả đều chết hết, chẳng ai cứu được ai, chẳng ai có thể chết thế cho ai. Đó là sự thật rất chân thật. Cho nên đến với Phật là đến với lòng thành thật. Khi mình chưa thấy sự thành thật là cần thiết, thành thật với mình và với người, thì cũng chưa nên dội đến với Phật. Phật cũng không phải là một ông thần ba thân, giáng thế hoặc cha mẹ của thần để ban phước giáng họa. Khi nhân loại thờ phụng Ngài không đúng cách hoặc làm Phật ý Ngài, vì thế mà nhân gian đã nói, giai sử sách đã ghi hiền như Bụt. Cho nên không có gì phải sợ hãi Phật. Vì Phật hiền như Bụt, cho nên hãy đến với Phật như tấm lòng của con đến với cha mẹ. Vì Phật là ông dung tự tại, do đó trong thế giới chứng đắc của thiền sư không có gì bí mật, mà chỉ có những gì đơn sơ như hoa nở, suối reo, chim bay, cá lội, trẻ thơ nhớ mẹ, đói ăn khát uống, thật nhẹ nhàng và an lành. Những cảm nghiệm đó không nảy nở từ những lâu đài tráng lệ, từ những bữa tiệc linh đình, từ nơi quyền thế, từ những trung tâm tài chánh của thế giới, từ những trung tâm quyền lực, từ kế hoạch âm mưu bàn tính, từ kinh đô ánh sáng, từ những lễ nghi quyền quý hay những ngôn từ quyền hoặc hòa mỹ sẩm truyền du dơ. Nó là những cảm nghiệm tinh khôi nhất, thổi đi từ dũng lầy khổ đau của kiếp người. Đạo Phật vốn đi lên từ khổ đế, rồi thăng hoa lên từ khổ đế, vượt thoát khỏi thân phận cay đắng nghiệt ngã của kiếp người. Từ đó nhìn thấy cuộc đời này có một chút ý nghĩa. Do đó trong cuộc sống, người nào chưa từng nếm một chút mùi vị của đau khổ, chưa từng thấy ngoài thế giới vật chất, cuộc sống này còn bao hàm một niềm hoài vọng thiết tha về một cái gì đó vượt lên trên những tường thành đố kỵ, tỷ hiềm, những thành công hay thất bại, phú quý tự như phù dân. Những người như thế không thể hiểu đạo Phật. Ngoài ra, những ai tự đối buộc mình vào một tín điều, niềm tin, những cấm kỵ nào đó mà không thể thoát ra được thì cũng không thể hiểu được Phật, bởi vì đạo Phật vượt lên trên mọi ràng buộc cầu thúc, nhất là cầu thúc về trí tuệ. Khi bạn nghèo mà bạn không thấy tủ nhục rây rứt vì nghèo, mà cần mẫn vượt lên trong đạo đức, tuân thủ luật pháp quốc gia và lúc nào cũng hy vọng, hiểu được như thế là bạn đã thấy Phật. Xưa kia Đức Phật còn nghèo hơn bạn rất nhiều. Tới bữa trưa ôm bình bát vào thành xin ăn, bữa đói bữa no, thí chủ cho gì ăn nấy, áo chỉ 3 bộ và loại áo tầm thường nhất của xã hội lúc bấy giờ, chân đi đất mà Phật lại trở thành con người vĩ đại nhất hành tinh này. Do đó nghèo không phải là bước đường cùng của con người. Vậy thì đến với Phật là đến với niềm hy vọng. Khi bạn là người tri thức mà bạn không coi thường người thất học hay người ít học, mà tìm cách để giúp họ cũng được học hành như chính mình, như thế là bạn đã đến với Phật. Bởi vì chư Phật lúc nào cũng muốn chúng sinh khai mở trí tuệ rộng lớn như biển cả. Do đó, những ai trong đời do kém may mắn mà không được học hành đến nơi đến chốn, nên đến với Phật, nên đi lễ Phật với sự giúp đỡ của chùa, thiền tri thức, chư tăng ni, chắc chắn bạn sẽ tự tin phá bỏ mặc cảm, rồi từ từ tiến lên giỏi giang như người ta. Xin nhớ rằng đến với Phật là để mở mang trí tuệ, chứ không phải để cầu sinh. Nếu cầu sinh thì sinh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Và cũng xin nhớ cho, không có túi phước đức nào lớn cho bằng sự thông thái của trí tuệ. Một đất nước toàn là những nhà thông thái sẽ thống ngự hành tinh này. Một đất nước toàn là những người ngu dốt sẽ tự giết nhau mà quỷ diệt cuộc sống, quỷ diệt môi trường, quỷ diệt tài sản quốc gia và quỷ diệt tình người. Tham lam quá độ
bằng cách dờ dét của cải và hưởng thụ là sự u mê lớn nhất của trí tuệ. Chúng ta chưa có can đảm lớn như Phật, từ bỏ ngôi vị đồng cùng thái tử, như Phật Hoàng Trần Nhân Tông, từ bỏ ngai vàng. Nhưng khi bạn giàu mà giảm bớt lòng tham, chia sớt một phần nhỏ của cải để giúp người nghèo khó, tức là bạn đã nhìn thấy Phật. Đến với Phật là đến với lòng từ bi và chia sẻ. Bạn ơi, hãy gội rửa tâm hồn mình để trở về tâm hồn của một bé thơ, chưa bị ô nhiễm bởi bất cứ một ý niệm, thành kiến, đành giới, tín niệm hay một hệ thống giá trị giới hạn nào. Hãy để cho đời lương gạt mình để giúp cho đời có một chút ảo tưởng chiến thắng. Hãy chấp nhận mình là một kẻ thua thiệt để giữ cho đời sống đạo dị khỏi bị quyền ố. Hãy giúp đỡ người nghèo khó, trợ cấp cho người quả cô độc trẻ mồ côi, người lâm vào tù tội, và hãy yêu mến cuộc sống của muôn loài. Hãy xây đắp lòng từ bi, hỷ xả và đức hiếu sinh trước khi bạn chuyển Phật. Hãy thắp đuốc trí tuệ để lên đường tìm Phật. Đừng chạy lòng vòng hết chỗ này chỗ kia để tìm kiếm Phật. Hãy ngồi xuống, lặng yên, trực chỉ nhìn tầm kiến tánh, sẽ thấy một ông Phật nằm ngay trong con người mình. Khi hoa khai, tức hoa trí tuệ đã nở và kiến Phật rồi, thì ông Phật đó đời đời kiếp kiếp ở trong thần thức và không bao giờ còn quy phục tà ma ngoại đạo nữa. Giống như quặng vàng đã trở thành vàng rồng thì không bao giờ trở lại thành quặng. Bạn ơi, muốn đến với Phật thì xin bạn hãy im lặng và suy nghĩ. Hãy suy nghĩ cho đến khi không còn gì để suy nghĩ nữa. Hãy im lặng để lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Hãy ngắm nhìn một bông hoa nở. Hãy nở một nụ cười và trút bỏ muộn phiền. Hãy thong thả bước vào thế giới của xả bỏ. Hãy để đầu óc trống rỗng, thân thể thư thái, nhẹ nhàng để bước vào thiền. Đó là những điều kiện để đến với Phật. Sau hết, xin nhớ cho đến với Phật là đến với sự an lành, thanh tịnh, sáng suốt và ti dị. Cuộc sống của chúng ta là một bộ phim dài với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong đó, niềm hạnh phúc luôn được mọi người mong muốn. Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng thuộc đời sống tinh thần của con người. Nó đại diện cho trạng thái tâm lý khi ta cảm thấy thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mình. Hạnh phúc là một trạng thái tâm lý khi ta cảm thấy thỏa mãn một nhu cầu trừu tượng. Đó là khái niệm thuộc phạm vi đời sống tinh thần của con người. Heraclitus từng nói, nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc không chỉ đơn thuần là thỏa mãn vật chất mà còn là cảm giác thỏa mãn tâm lý. Karl Marx đã nói, người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất. Chỉ có cầm thú mới quay mặt trước nỗi đau của đồng loại mà chăm lo cho hạnh phúc riêng của mình. Điều đó cho thấy hạnh phúc không chỉ đơn thuần là cảm giác thỏa mãn cá nhân mà còn là khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác. 30 lời Phật dạy về hạnh phúc đừng bỏ lỡ. Hạnh phúc, một khái niệm sâu sắc và không thể thiếu trong cuộc sống, mang theo những ý nghĩa và giá trị tuyệt vời. Hạnh phúc không chỉ là một trạng thái tâm lý thoáng qua mà còn là mục tiêu cuối cùng của mỗi con người. Với sức mạnh của nó, hạnh phúc có thể thay đổi cuộc sống và tạo nên ý nghĩa đáng kinh ngạc. Trên hết, hạnh phúc là một trạng thái tâm hồn, một sự thoải mái và hài lòng từ bên trong. Đó là cảm giác bình an và niềm vui trong lòng. Khi mọi mâu thuẫn và lo lắng tan biến, hạnh phúc không phụ thuộc vào tài sản hay danh vọng, mà là kết quả của sự chấp nhận và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hạnh phúc cũng là sự kết nối với thế giới xung quanh, đó là khả năng tạo ra mối quan hệ tốt đẹp và yêu thương với những người xung quanh. Hạnh phúc không đơn độc mà là sự chia sẻ và sự gắn kết với cộng đồng. Khi chúng ta tạo ra niềm vui và hạnh phúc cho người khác, chúng ta cũng đồng thời tìm thấy hạnh phúc trong chính mình. Hạnh phúc còn là sự phát triển và trưởng thành cá nhân. Nó đòi hỏi chúng ta không ngừng khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân. Khi ta đặt mục tiêu và đạt được những thành công, cảm giác hạnh phúc vô tận tràn đầy trong tâm hồn. Sự hài lòng và thành tựu cá nhân mang lại một ý nghĩa sâu sắc và đáng giá cho cuộc sống.
cuối cùng, hạnh phúc là khả năng sống trong hiện tại và tận hưởng từng khoảnh khắc. Đôi khi, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào quá khứ hoặc lo lắng về tương lai và quên đi sự đẹp và giá trị của hiện tại. Hạnh phúc là khả năng trân trọng và sống đúng từng giây phút mà cuộc sống mang lại. 30 lời Phật dạy về hạnh phúc. 1. Cho đi yêu thương. Hạnh phúc tự tìm đường đến. Lạc quan vui vẻ. Bệnh tật rồi sẽ qua đi. A Di Đà Phật. 2. Vạn pháp duy tâm tạo. Con người là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu một người nói và làm với tâm trong sáng thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo anh ta như hình với bóng. 3. Thanh tịnh và giản đơn là đôi cánh giúp tâm hồn thăng hoa. 4. Không có con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. 5. Vợ chồng cùng sống cùng chết. Nháy mắt là thống khổ nhưng vĩnh hằng là hạnh phúc. 6. Rất nhiều người vì cái gọi là hạnh phúc mà yêu nhầm người. Nhưng càng nhiều người vì yêu đúng người mà hạnh phúc trọn đời. 7. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 8. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. 9. Hạnh phúc là cảm giác xem nhẹ chút, thoải mái trong lòng. 10. Nhiều người cho rằng sự náo nhiệt là hạnh phúc, nhưng khi quá náo nhiệt sẽ không có bình yên. Hạnh phúc thực sự dựa trên sự bình yên. 11. Tâm thái là do rèn luyện, cần phải bình thản, có tấm lòng yêu thương. 12. Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng. 13. Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm dời nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác. 14. Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình. 15. Hạnh phúc không phải là dơ dào cho mình thật nhiều, mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, tất vận mệnh sẽ tươi đẹp. 16. Làm người phải biết vui vẻ. Niềm vui và nỗi buồn luôn xen kẽ lẫn nhau. Vui vẻ có mức độ chính là cả đời được bình thản. 17. Không đi đến cực đoan. Đi đến cực đoan bao giờ cũng gặp thất bại thảm hại. Phải chủ động tìm kiếm sự khôn ngoan của cuộc đời. 18. Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là nhận ra rằng bạn hoàn toàn hạnh phúc mà không cần đến những thứ mà bạn cứ ảo tưởng là mình buộc phải có. 19. Nguồn gốc mọi khổ đau trên thế gian đều bắt nguồn từ tầm bám chấp. 20. Có sinh, ắt có diệt. Có hợp, ắt có tàn. Có thịnh, ắt có suy. Khi bạn vui, hãy hiểu rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, hãy nhớ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Vạn pháp thế gian vốn vô thường. 21. Hạnh phúc không bao giờ đến với người không biết tri ân những gì mình đang có. 22. Hãy biết cảm ơn cả những nghịch cảnh. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 23. Quy luật nhân quả không chừa một ai. Hãy cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. 24. Đừng xem thường những điều nhỏ bé. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu trụi cả một khu rừng. Một con rắn nhỏ có thể khiến ta mất mạng. 25. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến. Hạnh phúc được nhân lên khi sẻ chia. 26. Không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoại trừ bản thân mình. Mỗi người phải tự cất bước trên đôi chân của mình. 27. Là người biết hài lòng sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Không biết hài lòng mãi mãi không biết hạnh phúc. 28. Kiềm chế và khắc phục được sự thèm muốn sẽ giải thoát con người ra khỏi mọi tình huống xảy ra, dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, và sẽ mang lại sự an bình
cho con tim và tâm thức mình. 29. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác. Bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút. 30. Nói tôi yêu bạn có nghĩa là tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bản thân bạn phải là người có được những điều đó đã. Việc giao tiếp trong xã hội đôi khi phải tiếp xúc nhiều với những người khó chịu hay phàn nàn, thích cãi giả, so đo mình với người khác. Dù bản thân bạn là người lạc quan, nhưng cũng khó tránh khỏi bị tác động từ những người tiêu cực. Các chuyên gia tâm lý khuyên bạn chỉ cần ghi nhớ một nguyên tắc: không ai có thể khiến bạn mất vui trừ khi bạn cho phép họ làm thế với mình. Và bạn hoàn toàn có thể hạn chế tiếp xúc với những luồng năng lượng tiêu cực xung quanh để tự bảo vệ mình bằng cách ngừng theo dõi một người bạn thích than vãn trên mạng xã hội, hạn chế gặp mặt những người có phản ứng tiêu cực trong cuộc sống. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có lúc bạn không thể từ chối những cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp, bạn bè, người thân có tâm lý tiêu cực hoặc thậm chí là một người lạ nổi nóng vô cớ với bạn. Hãy giữ tâm trạng thư giãn, đừng quá bận tâm, vì đó là tính cách của họ. Việc của bạn là chọn thái độ lạc quan để tâm trạng luôn thoải mái. Lời Phật dạy, tâm tĩnh lặng. Quý Phật tử thân mến, người thật sự cao quý sẽ không cố ý làm ra dáng vẻ cao quý, mà sẽ biết cách hạ thấp mình. Khi ở đỉnh cao huy hoàng thì không khoe khoang, khi trong cảnh khốn cùng cực khổ thì không khúm núm hạ mình. Người thật sự cao quý giống như đám mây, khi đến khi đi đều không để lại dấu vết, luôn bắt được ánh sáng trong sâu thẳm tâm hồn mình, cho dù đó là vào ngày mưa. Phàm làm việc gì cũng cần phải tĩnh, tĩnh lặng đến, tĩnh lặng đi, lặng lẽ nỗ lực, lặng lẽ thu hoạch kiên kỵ làm ổn. Khi chất cao quý thực sự của một người không phải là toàn thân toát ra châu báu, mà là nội tâm có ánh quang, cơ thể có năng lượng thuần chính, tích cực, tâm an tĩnh, con người sẽ trở nên cao quý. Điều đáng giá nhất của một con người chính là sở hữu tinh thần cao quý. Tĩnh là một phương thức sống đạm bạc danh lợi, thuận theo tự nhiên. Con người ai cũng có dục vọng, cũng có nhiều sự tình và tình cảm không buông bỏ được. Người ôm quá nhiều dục vọng vĩnh viễn sẽ không hiểu được hạnh phúc chân chính là gì. Hôm nay kiếm được 100 triệu, ngày mai lại mơ tưởng kiếm được 200 triệu. Sở hữu càng nhiều, tâm hồn càng mệt mỏi như một tảng đá đè nặng lên tâm hồn. Hổn hển thở không giây phút nào thảnh thơi. Để đeo đuổi danh vọng thành công, cần phải đạt được vị trí cao hơn, phải cạnh tranh khốc liệt với người. Theo đuổi tiền bạc đòi hỏi phải nghĩ ra nhiều cách đầu tư hơn, tìm kiếm phương thức kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Tất cả mọi sự theo đuổi và truy cầu đều gây ra phản tác dụng. Người có địa vị không phải là người có được vị trí cao, mà là người có được sự tôn trọng của người khác. Người giàu có không phải là người có vàng bạc đầy mình, mà là người biết đủ, biết mãn nguyện. Hãy trân trọng những gì bản thân đang có, theo đuổi ước mơ tùy theo khả năng của bản thân. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, được mất trên thế gian là chuyện thường tình. Bất kể bạn có rất nhiều tiền đi chăng nữa, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ hạnh phúc. Chỉ khi học cách buông bỏ dục vọng, sống một cuộc sống đơn giản, yên tĩnh trong tâm, niềm vui sẽ đến. Tĩnh là một loại vũ khí, tâm an là may mắn. Có một chàng trai bởi vì cha mẹ ly hôn nên mỗi ngày đều cảm thấy rất buồn chán, thường mượn rượu giải sầu. Một ngày nọ, anh uống say rồi mới phát hiện ra trong túi mình không còn xu nào, không thể bắt xe đi về được. Trong lúc nửa say nửa tỉnh, anh bước vào một đường hầm và đổ gục xuống rồi ngủ liền. Sáng hôm sau, một bé gái bước đến và nói: "Chú này thật đáng thương quá." Nói xong, bé gái cho anh 50.000. Anh thanh niên này cảm động, nước mắt giàn giụa, chợt nhận ra thì ra thế giới này cũng không quá lạnh lẽo vô tình, vẫn còn có những người quan tâm đến mình. Từ đó anh thanh niên này rời xa rượu, nỗ lực làm việc kiếm tiền. Sau này anh còn mua được nhà và có được một gia đình nhỏ hạnh phúc. Một người nếu trong tâm có phúc khí thì ở đâu cũng ngập tràn hạnh phúc. Trong tâm hồn luôn tồn tại những điều tốt đẹp, thế giới xung quanh cũng sẽ tốt đẹp như thế. Tưởng do tâm sinh, nhân quả là có thật. Khi tĩnh tâm xuống, dừng lại những bước chân vội vã, bạn sẽ phát hiện ra rằng tất cả những điều gì tốt đẹp bạn đã từng bỏ lỡ sẽ trở về bên bạn. Tĩnh là một loại trí tuệ, có thể bất biến giữa dòng đời vạn biến. Một khi gặp sự cố xảy ra không như ý, bạn càng điềm tĩnh bao nhiêu, bạn sẽ có thể nghĩ ra nhiều cách giải quyết. Trong mọi chuyện,
cách giải quyết vấn đề luôn nhiều hơn những khó khăn bạn gặp phải. Bởi vậy nên đừng tỏ ra quá lo lắng. Những người có thể bình tĩnh trong mọi việc, tưởng như bất động nhưng kỳ thực họ đang vận dụng đầy trí tuệ vô hạn của mình để tìm lối thoát cho cuộc đời và tìm cách biến khó khăn trở thành cơ hội. Có thể người đó không có được biện pháp cực kỳ sáng suốt, nhưng người đó giống như người leo núi, kiên trì từng bước lên dốc, thì cũng có thể lên đến đỉnh cao của cuộc đời, cũng có thể vượt qua tất cả các nạn kiếp. Người đi chậm, trái lại càng dễ đến mục tiêu. Bởi vì họ bước đi chắc chắn, mỗi bước đều thông dong, đều trong tầm kiểm soát. Đừng vội vàng hấp tấp, thời gian sẽ có câu trả lời thỏa đáng nhất cho bạn. Cũng sẽ thành thụ chúng ta, trở thành người nỗ lực không ngừng nghỉ. Tỉnh là biểu hiện của sự thiện lương, có lợi cho vạn vật mà không tranh. Cơn mưa tốt biết thời tiết, đến mùa xuân mới mưa. Theo cơn gió đi vào đêm tối, tưới vạn vật tốt tươi mà vẫn lặng lẽ. Những cơn mưa xuân tí tách rơi trên bụi cỏ, tưới lên khóm hoa, từ đó khiến cả thế giới thay đổi màu sắc, tươi đẹp. Nhưng mưa xuân không cần bất kỳ sự báo đáp nào. Người kiên trì giúp đỡ người khác mà không cầu hư danh, không cần người ta báo đáp, tinh thần này là đáng quý nhất. Tất cả những bố thí từ thiện tạo thành thế đều là giả tạo. Một khi bị vạch trần thì đó chính là trò cười cho thiên hạ. Là một người yên tĩnh giống như một trận mưa xuân lặng lẽ, dùng sinh mệnh để tưới vạn vật tốt tươi. Mưa qua đi thì trời nắng, chẳng ai thấy giọt mưa nào. Nhưng không khí trở nên tươi mới, trong lành, con người cũng trở nên trong sạch, sáng suốt. Ví dụ, một người hoàn toàn không quen biết, mắc trọng bệnh, bạn gửi cho người đó ít tiền. Tuy người đó không biết bạn là ai, nhưng sau đó họ chuyển lời cảm ơn. Khi bạn nghe được lời này, bạn biết là người bệnh đó đã khá lên rồi. Bạn sẽ cảm thấy ấm áp, tinh thần bạn sẽ trở nên rất vui vẻ, hạnh phúc. Yên tĩnh, lặng lẽ giúp người, dẫu không có ai tán thưởng, nhưng nhất định đó là sự cao quý. Sự cao quý này ở trong khí chất, trong cốt lõi của con người. Hãy chọn lối sống tối giản, tư duy đơn giản và thiện lương, để mỗi sớm mai thức dậy, nhìn ánh bình minh và nghe tiếng chim hót, trong lòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tỉnh là một loại cảnh giới, được hay mất cũng thông dong. Một lão hòa thượng dẫn một tiểu hòa thượng đi dân du quả duyên. Một người hảo tâm cho họ một lạng bạc. Tiểu hòa thượng vui mừng lắm, cầm lấy nén bạc yêu thích không rời tay. Khi đi đò qua sông, tiểu hòa thượng lỡ tay đánh rơi nén bạc xuống sông, mất bạc rồi. Tiểu hòa thượng đau lòng lắm. Lão hòa thượng hỏi, tại sao con lại đau lòng như vậy? Tiểu hòa thượng nói, con đánh mất bạc rồi. Lão hòa thượng nói, nén bạc đó vốn không phải của con mà. Tiểu hòa thượng chợt ngộ ra, vui vẻ cười. Những thứ không thuộc về mình thì cho dù có được nó trong tay thì cũng sẽ mất đi. Vật chất cũng vậy, tình cảm cũng vậy, đều như nhau. Chỉ có con nhẹ thì mới hạnh phúc. Đời người vốn là khách qua đường. Tất cả những gì có được cũng chỉ là khói mây bay hoài trước mắt. Nếu quá coi trọng nó, chú ý đến nó thì thực tế là đang làm khó chính mình. Có được thì mất được, đó chính là cuộc sống chân thật. Không tính toán so đo thì cuộc đời mới rộng mở thoáng đạt. Khi chúng ta tĩnh tâm lại, chúng ta không những lĩnh ngộ được ý nghĩa của kiếp nhân sinh mà còn nghe được những âm thanh củ hoa nở, của tiếng reo vui trong tâm hồn. Đó mới chính là cảnh giới đích thực mà chúng ta truy cầu. Con người sống giữa dòng chảy của cuộc đời như một tảng đá sừng sững, gồng mình lên, chống trọi với bão táp phong ba. Đời xô đẩy rồi dù dập, đời nâng lên rồi lại hạ đạp xuống tầng sâu. Trải qua biết bao thăng trầm, nếu cứ để dòng đời nhào nặng thì chắc rằng ta chẳng còn là ta. Nên chúng ta cần phải tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Người xưa khuyên rằng hành thiện sẽ tích được phúc báo. Nhưng trong cuộc sống có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm, không những không tích được phúc báo mà còn khiến phúc báo bị hao tổn mất. Để có phúc báo, mỗi người luôn cố vun đắp hàng ngày bằng những ý nghĩ, lời nói và hành động thiện tâm. Tuy nhiên, nhiều người lại vô tình phạm phải những hành vi gây hao tổn phước báo mà không hề hay biết. Đức Phật có nói, người ta nghèo khổ là vì kiếp trước bụng xỉn tham lam. Tuy giàu có, gia tài vạn ức mà nếu không tu phước, không bố thí, thì kiếp sau
chắc chắn sẽ không thể sống sung túc được. Ai cũng mong muốn nhận được phước báo, nhưng thường lại chính mình làm mất đi phúc báo bởi những hành vi sai lầm này. Phật dạy, chính hành vi gây giảm phước báo ba đời nghèo khó cần phải tránh xa. Sống trên đời, ai mà không mong muốn có được cuộc sống giàu sang phú quý. Ít ai ngờ rằng, chỉ cần phạm một trong chính hành vi này, phúc khi bị chiết giảm, hao tài tốn của ba đời nghèo khó. Lắng nghe lời Phật dạy, để thấm thí mà tránh xa. Một, không ngừng sát sanh. Về mặt tâm linh, trong hết tẩy tội nghiệp, thì sát sanh gây tổn hại phúc báo lớn nhất mà nặng nhất chính là giết người. Giết các động vật thông thường cũng sẽ tạo tội nghiệp. Thường xuyên hay chỉ thi thoảng sát sinh cũng đều tạo ác nghiệp. Người sát sinh cơ thể thường ốm yếu nhiều bệnh, tuổi thọ ngắn, cuộc sống bần cùng, tướng mạo xấu xí, oán khí rất nặng. Nhớ kỹ, Phật dạy không nên sát sinh, biết mà tránh để không bị chiết giảm phúc khí. 2. Phá bỏ thai nhi. Phật dạy chính hành vi gây giảm phước báo, trong đó có việc phá thai. Phá thai cũng là giết chết một sinh mạng trước khi nó được sinh ra. Trên thực tế, đây cũng là một loại sát sinh. Tìm hiểu phá thai theo góc nhìn Phật giáo để biết khi nào phá thai không được xem là tội lỗi. Người phụ nữ phá thai nhiều lần thường phát hiện cơ thể mình bị tổn hại nghiêm trọng, sức khỏe giảm sút, công việc không được suôn sẻ, thậm chí công việc của chồng cũng bị ảnh hưởng, gia đình không hòa thuận, liên tục gặp những chuyện xấu. 3. Hành vi tà dâm. Như thế nào là phạm tội tà dâm, quả báo tà dâm chứ? Người phạm vào tội tà dâm sẽ bị tiêu giảm phúc khí, tuổi thọ của mình một cách nghiêm trọng. Tà dâm là chỉ quan hệ bất chính giữa nam và nữ, thủ dâm, ý dâm, xem các loại phim sách có nội dung khiêu dâm các loại. Người phạm vào tội này thường sẽ bị tổn hại sức khỏe, hao tổn trí lực, sự nghiệp không thuận lợi, hao tổn tiền tài, gia cảnh suy sụp, thậm chí có thể nhiễm nhiều bệnh tật nguy hiểm, sống cuộc đời nghèo khó. 4. Phỉ báng thần Phật. Người không có tâm kính ngưỡng thần Phật, thậm chí buông lời ngông cuồng, phỉ báng thần Phật thì sẽ khiến cho bản thân gặp tai họa, cuộc sống nhiều thăng trầm, trắc trở. Trời đất vạn vật đều là do sáng thế chủ khai sáng. Nếu con người đối với thần Phật không có tâm kính ngưỡng tôn trọng, thậm chí là tự cao tự đại, vô pháp vô thiền, phúc thọ sẽ bị tiêu giảm. 5. Bất kính thánh hiền, bất hiếu với cha mẹ. Không tôn trọng cha mẹ, các bậc hiền nhân cũng là hành vi tiêu giảm phúc đức. Xung đột với cha mẹ, bất kính người lớn là nguyên nhân gây tổn phúc tiêu lộc. Bất luận người được sinh ra trong cảnh bần cùng hay gia đình giàu có, nếu có tấm lòng tôn kính và hiếu nghĩa với cha mẹ người lớn tuổi, thì như là biết tích phúc cho mình. Ngược lại, sẽ tiêu giảm phúc phần của mình, sự nghiệp không tốt, gia đình không hòa thuận, làm việc gặp nhiều khó khăn phiền toái. Người tích phúc sẽ không dễ mất phúc, đối xử tử tế với người khác chính là đối xử tốt với chính mình. Hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. 6. Kiếm đồng tiền bất nghĩa. Dùng phương pháp bất nhân bất nghĩa hại người để có được nhiều tiền, có thể sẽ cao hứng nhất thời, nhưng cuối cùng sẽ nhận lại tai họa. Không chỉ bị phá tán tiền tài, mà còn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Khổng Tử dạy rằng, người quân tử coi trọng của cải, nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Người có tiền thì phải có cái tâm, nếu không thì có tiền rồi
cũng gặp họa không giữ được một đồng. 7. Vong ân bội nghĩa. Phúc báo có được là do tâm, là từ một trái tim thiện lương, một người luôn ghi nhớ mang ơn người khác, thì phúc phận cũng sẽ được tăng trưởng thêm. Nếu là người quên ơn bội nghĩa thì sẽ bị tiêu giảm phúc phận. Luôn ghi nhớ ơn nghĩa, sự giúp đỡ của người khác đối với mình, trời đất thần Phật đều cảm phục. Người biết báo ơn người sẽ càng gặp được nhiều người giúp đỡ. Nếu quên ơn bội nghĩa, trời đất ma quỷ đều khinh bỉ, không ai muốn giúp đỡ. Bởi vì người quên ơn đã khiến cho bản thân mình sống trái ngược với đạo lý trời đất, xa cách nhân nghĩa. Cổ nhân có câu, người đang làm, trời đang nhìn. Tuy là những việc có người cho là đơn giản, nhưng nếu không phù hợp với đạo lý, trời đất thì cũng sẽ nhận lấy hậu quả, quả báo. 8. Tức giận. Tức giận được xem như là lửa thiêu trụi công đức. Phát một phen lửa giận, đốt sạch công đức của chính mình. Thỉnh thoảng bộc phát tức giận, không chỉ hại mình, hại người, mà còn hao tổn tiền tài. Cho nên người ta thường nói, gia đình hòa thuận thì mọi sự đều tốt đẹp. Hòa nhã sinh tiền tài. Chính không biết tích lũy, tiết kiệm. Cổ nhân có dạy, tỉnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức. Tiết kiệm cũng là một loại phúc đức, không lãng phí chính là tích đức cho bản thân. Người hay lãng phí sẽ đánh mất phúc đức của mình khá nhanh. Trong cuộc sống hàng ngày, thường hay gặp phải nhiều chuyện không vui, không như ý. Lãng phí là hành vi tiêu giảm phúc báo, là chôn xuống mầm tai họa cho chính bản thân mình.